Bạn đã sẵn lòng để hòa mình vào một thế giới kinh dị đầy ly kỳ chưa? Hãy cùng Galaxy Play mở ra cánh cửa mới của sự rùng rợn và hồi hộp với Quỷ Quyệt, Cửa Đỏ Vô Định. Chắc chắn, ai trong chúng ta cũng từng một lần giật mình trước những màn hù dọa đặc sản của series phim kinh dị ăn khách Insidious, Quỷ Quyệt. Và giờ đây, Quỷ Quyệt năm hứa hẹn sẽ là một cơn ác mộng mới đầy kịch tính và cảm xúc, khiến bạn không thể rời mắt. Quỷ Quyệt, Cửa Đỏ Vô Định lấy bối cảnh 9 năm sau kết thúc của Quỷ Quyệt, chương 2 ra mắt vào năm 2013. Lúc này, gia đình Lambert gồm Josh, vợ Jenai, con cả Danton, con út Foster không còn gắn bó như xưa. Cả Josh và Danton đều được xóa ký ức để quên đi quá khứ quỷ ám kinh hoàng trong cõi vô định năm nào. Dù vậy, cuộc sống thực tế của họ vẫn không khá lên khi Josh và vợ ly dị, Danton bước vào độ tuổi trưởng thành và luôn mâu thuẫn, bất đồng quan điểm với bố mình. Khi vào đại học, Danton được đánh giá cao nhờ khả năng hội họa. Bức vẽ cánh cửa đỏ của cậu lấy cảm hứng từ một phần tiềm thức đen tối bị che phủ. Đồng thời, nó cũng vô tình tạo cơ hội cho lũ ma quỷ ở thế giới bên kia bước vào cuộc đời của Danton nhằm chiếm lĩnh sự sống. Quỷ Quyệt năm nghiên cứu sâu hơn vào việc làm thế nào ma quỷ đã làm tan vỡ và ám ảnh gia đình Lambert suốt thập kỷ qua. Lần này, chúng ta thấy cậu bé Danton từ phần đầu tiên đã lớn lên, phải đứng trước nỗi sợ hãi và trải nghiệm kỳ lạ đó một mình, nhưng với một sức mạnh và sự định hình rõ nét hơn. Và thay vì đi theo hướng hù dọa mì ăn liền quen thuộc, Cửa Đỏ Vô Định chú trọng khai thác tình cảm cha con, khiến ta thấy rằng, dưới bộ mặt kinh dị, trái tim của loạt phim Quỷ Quyệt vẫn luôn là tình yêu gia đình. Với sự tham gia của dàn diễn viên ấn tượng từ các phần trước và đạo diễn mới nổi kiêm diễn viên chính Patrick Wilson, Quỷ Quyệt năm mang đến một trải nghiệm hoang dã và đáng sợ, đồng thời cũng đầy cảm xúc. Bạn sẽ thấy một sự tiến hóa trong việc xây dựng nhân vật và tạo hình, khi mà các cảnh hù dọa xảy ra không gây sợ chớp nhoáng mà được sử dụng với dụng ý khắc họa một bức tranh gia đình đầy chiều sâu. Mức độ căng thẳng mà người xem cảm nhận được ngày càng tăng dần cho đến khi cảm thấy sự sợ hãi tột độ. Các nỗ lực hù dọa này thành công giúp phim không bị nhàm chán và quá giống những phần trước. Đồng thời, nó vẫn có bản chất Quỷ Quyệt. Bất chấp một số điểm yếu, như thời lượng hơi ngắn của phần cao trào, Quỷ Quyệt, Cửa Đỏ Vô Định vẫn là một bộ phim không thể bỏ qua. Một chương mới hoàn hảo cho thương hiệu đã trở thành kinh điển này, hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn những giây phút đầy cảm xúc và nghẹt thở. Nó không chỉ là một bộ phim kinh dị tuyệt vời, mà còn là một bức tranh gia đình đầy cảm xúc và động lòng người. Thế nên, nếu bạn là một fan cứng của Quỷ Quyệt, thì không thể bỏ lỡ phần này. Chúng mình đảm bảo, Quỷ Quyệt, Cửa Đỏ Vô Định sẽ làm bạn thỏa mãn và kết thúc phim khiến bạn bất ngờ đến phút cuối. Chúc các bạn có những giây phút rùng rợn với Quỷ Quyệt năm.